Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérald Larcher thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérald Larcher và đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Pháp. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérald Larcher đã trao đổi cởi mở về nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa hai nước và nhất trí cần tăng cường hơn nữa về trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai nước và hai quốc hội, nghị viện, trao đổi kinh nghiệm trong việc sửa đổi các luật về dược, y tế, khám chữa bệnh, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó xem xét vấn đề tăng số lượng học bổng của Pháp cho sinh viên Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác địa phương giữa hai nước. Hai chủ tịch cùng khẳng định mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư. Chủ tịch Thượng viện Pháp nhấn mạnh doanh nghiệp Pháp rất năng động, muốn đầu tư vào Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam và Liên minh châu Âu đã có Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thượng viện Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA để đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài từ châu Âu, trong đó có Pháp. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các dự án hợp tác giữa hai nước, trong đó có tuyến đường sắt đô thị số 3. Chủ tịch Thượng viện Pháp mong muốn năm 2023, đoạn trên cao của tuyến metro số 3 sẽ được đưa vào vận hành để phục vụ người dân, vì đây là biểu tượng về công nghệ, về kỹ thuật của Pháp. Đề cập đến cầu Long Biên, Chủ tịch Quốc hội cho biết Hà Nội rất mong muốn cải tạo cây cầu này trở thành cầu đi bộ, một không gian văn hóa, đề nghị phía Pháp nghiên cứu, hợp tác và hỗ trợ thực hiện ý tưởng này. Chủ tịch Thượng viện Pháp cho biết phía Pháp đã có chủ trương hợp tác với Việt Nam để tôn tạo di sản này từ rất lâu và bây giờ cần phải cụ thể hóa để thực hiện. Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Pháp mong muốn được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Pháp để Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Pháp có thể xem xét cụ thể hóa một thỏa thuận hợp tác mới. Cũng trong sáng nay tại nhà Quốc hội, ngay sau khi hội đàm thành công tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérald Larcher đồng chủ trì lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp 1973-2023. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Pháp và các đại biểu cùng thực hiện nghi thức công bố biểu trưng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu Thượng viện Pháp do Chủ tịch Thượng viện Gérald Larcher dẫn đầu nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérald Larcher, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá chuyến thăm là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, vì đây là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Thượng viện Pháp đến Việt Nam sau 14 năm và cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ngài Gérald Larcher kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Thượng viện Pháp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Pháp trên nhiều lĩnh vực, như hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, cũng như giao lưu giữa các địa phương và nhân dân hai nước, trong đó có vai trò của cộng đồng 350.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Pháp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Thượng viện Pháp và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trao đổi về vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong đời sống của đất nước và trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong quan hệ song phương, đề nghị hai bên phát huy tiềm năng hợp tác to lớn và những thành tựu hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân, tăng cường phối hợp chia sẻ quan điểm giữa cơ quan lập pháp hai nước trên các diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy để đưa quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược sang giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước trong tất cả các lĩnh vực và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp đoàn. Ngài Gérald Larcher chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérald Larcher nhấn mạnh, lãnh đạo hai quốc hội đã nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nghị sĩ của quốc hội hai nước, đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Thượng viện Pháp và Quốc hội Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch Thượng viện Pháp đánh giá quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định Pháp coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam và quan hệ Pháp-Việt, bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ này thông qua thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trong giai đoạn mới như công nghệ số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, quốc phòng, song song với việc củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống
như hợp tác giữa các địa phương và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Thưa quý vị, tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher dẫn đầu đoàn đại biểu Thượng viện Pháp thăm chính thức Việt Nam vào chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, hai nước có mối quan hệ chặt chẽ về chính trị, hợp tác nghị viện cho đến hợp tác các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và con người. Bày tỏ vui mừng về hợp tác văn hóa, giáo dục và đặc biệt về y tế phát triển tích cực, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Pháp đã hỗ trợ 5,5 triệu liều vaccine phòng ngừa COVID-19, chúc mừng Pháp khai trương địa điểm mới của Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội và ủng hộ việc thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong trùng tu quần thể di tích Cố đô Huế, hỗ trợ tăng số lượng học bổng, tạo điều kiện cho việc giao lưu, trao đổi học tập tại Pháp. Chủ tịch nước hoan nghênh Ngài Chủ tịch và Thượng viện Pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước. Các địa phương đã hỗ trợ nhau về viện trợ khẩu trang, trang thiết bị y tế, thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái lúc dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch nước đề nghị Ngài Chủ tịch và các thượng nghị sĩ ủng hộ, vận động lãnh đạo Pháp, các địa phương Pháp tham dự hội nghị hợp tác giữa các địa phương lần thứ 12 vào tháng 4 năm 2023 tại Hà Nội, ủng hộ hợp tác về chống biến đổi khí hậu, nước sạch, môi trường. Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp. Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher cho biết chuyến thăm Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, qua đó góp phần gìn giữ di sản trong lịch sử của mối quan hệ gắn kết giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện Pháp cho biết lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp 1973-2023, trong đó có nghi thức công bố biểu trưng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp vừa được tổ chức sáng nay với sự tham dự của đông đảo đại biểu. Hai nước Việt Nam và Pháp đều quan tâm đến vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Chủ tịch Thượng viện cho biết Pháp cũng mong muốn đóng góp xây dựng môi trường hòa bình tại khu vực và quốc tế. Đánh giá cao hợp tác hai nước không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn được tăng cường trong nhiều lĩnh vực khác. Chủ tịch Thượng viện Pháp cảm ơn Việt Nam đã viện trợ khẩu trang trong giai đoạn đầu dịch bệnh. Thượng viện Pháp sẽ đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai bên, nhất là bảo tồn di sản. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Cộng hòa Pháp, luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Pháp luôn là đối tác thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển hàng đầu của châu Âu với Việt Nam. Về thương mại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên chú trọng triển khai đầy đủ, hiệu quả để tận dụng các cơ hội to lớn của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA, đồng thời mong muốn Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, nhất là nông thủy sản tiếp cận thị trường Pháp. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Pháp tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh. Đặc biệt, Việt Nam mong muốn Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam, EVIPA, nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa hai bên. Thủ tướng đề nghị Pháp ủng hộ thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với mặt hàng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam học tập, làm ăn, sinh sống tại Pháp. Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher khẳng định Pháp sẽ tiếp tục có những hành động thiết thực để hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vào Liên minh châu Âu. Liên quan đến các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher khẳng định sẽ có các cuộc trao đổi với lãnh đạo các cơ quan chức năng của Pháp để thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA. Đồng thời, Pháp cũng sẽ chủ động cung cấp các thông tin tới các cơ quan chức năng của EC về sự nỗ lực của Việt Nam trong xử lý vấn đề thẻ vàng IUU. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ quan điểm về duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và cho rằng việc giải quyết các tranh chấp phải bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, gặp mặt Ban Nội chính Trung ương và các chuyên gia tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền sau khi hoàn thiện đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 vào chiều nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương các nhà khoa học và Ban Nội chính Trung ương đã đóng góp công sức vào đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước. Cùng sự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đánh giá tinh thần làm việc của Ban Nội chính Trung ương, các chuyên gia, các giáo sư đầu ngành và của Văn phòng Chủ tịch nước nêu rõ, cơ bản các nội dung và nghị quyết mà Ban chỉ đạo xây dựng nhà nước pháp quyền nghiên cứu tổng hợp đã được thông qua,
Đây là thành công của Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đây là sản phẩm của ba nhà, đó là nhà lãnh đạo chính trị, nhà hoạt động thực tiễn và nhà khoa học. Có thể nói, đây là sản phẩm trí tuệ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì tham mưu giúp Ban chỉ đạo thể hiện vai trò, nhiệm vụ là phó ban thường trực. Các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính và các thành viên Ban chỉ đạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Chủ tịch nước đề nghị Ban Nội chính chủ trì phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước xem xét đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể cá nhân đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho việc xây dựng đề án và nghị quyết của Trung ương, kể cả những đồng chí đã chuyển công tác. Chủ tịch nước lưu ý, điều quan trọng nhất là triển khai nghị quyết vào cuộc sống, do vậy cần làm rõ những vấn đề đặt ra thông qua những bài viết giới thiệu của các chuyên gia và các cơ quan chức năng. Đồng thời, Ban Nội chính Trung ương cần có những kế hoạch hành động để triển khai và giới thiệu trong hội nghị toàn quốc sắp tới. Sáng nay tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì khai mạc triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022. Tham dự triển lãm về phía quốc tế có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ, Chủ nhiệm Chính trị các lực lượng vũ trang Cuba, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chỉ huy quân đội các nước trong khu vực và thế giới. Trong nước có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương, đại diện các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, hợp tác vì hòa bình và phát triển bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, góp phần đẩy mạnh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của xã hội trên toàn thế giới. Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ và vì nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng hiện đang tích cực tham gia các hình thức hợp tác quốc phòng phù hợp cả song phương và đa phương với các quốc gia trên thế giới. Hợp tác công nghiệp quốc phòng và đặc biệt là triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022 sẽ mở ra các cơ hội hợp tác cùng tìm hiểu, nghiên cứu xu hướng phát triển của trang bị kỹ thuật công nghiệp quốc phòng an ninh trên thế giới, đa dạng hóa các kênh mua sắm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ của nước ngoài và sản xuất trang bị khí tài, hậu cần đáp ứng cho lực lượng vũ trang các nước để phục vụ nhu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân trước những thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Đây là dịp để chúng ta thắt chặt hơn mối quan hệ, cơ hội để Việt Nam chia sẻ văn hóa nghệ thuật của đất nước, con người Việt Nam, một dân tộc yêu chuộng hòa bình, cần cù và mến khách. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức khai trương triển lãm Việt Nam Defense 2022. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 thu hút hơn 170 đơn vị doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới. Triển lãm trưng bày và trình diễn các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần kỹ thuật. Ngoài ra, trong khuôn viên triển lãm cũng có khu vực không gian văn hóa, không gian ẩm thực, khu vực trưng bày kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số để trưng bày các mốc son tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử, gắn với phát triển kinh tế xã hội, kết nối với triển lãm không gian mạng. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ hàng ngày, mở cửa miễn phí cho nhân dân từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 12 và cả ngày 10 tháng 12. Trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã xem bộ đội đặc công và không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu diễn chào mừng khai mạc triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022. Ngày hôm nay tại thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra hội thảo lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề Những vấn đề và phương hướng giải quyết tình hình kinh tế tài chính, kinh nghiệm của Việt Nam và Lào. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm Phăn Phởi Nha Vong, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai nghị quyết đại hội của mỗi đảng.
khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng trao đổi những kinh nghiệm, bài học thành công của Việt Nam, nêu một số định hướng lớn về phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đánh giá chủ đề hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, vừa cơ bản vừa có tính cấp thiết trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của hai nước Việt Nam và Lào. Đồng chí Khăm Phăn Phởi Nha Vông khẳng định những nhận thức và sự kiên định của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về đường lối đổi mới phát triển toàn diện và có nguyên tắc, áp dụng cơ chế kinh tế thị trường theo đặc điểm của Lào và những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong những năm qua. Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 12, các đại biểu thảo luận các vấn đề lý luận và kinh nghiệm của hai nước trong duy trì ổn định kinh tế vĩ mô gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chính sách tiền tệ, tài chính, thu hút đầu tư, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, kiểm soát lạm phát. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, theo kết quả nghiên cứu được đưa ra tại hội thảo Tài chính cho phát triển, vai trò của các định chế tài chính trong nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không, đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam sẽ cần phải huy động vượt mức đầu tư thông thường từ 15 đến 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Để bảo đảm khoản tài chính từ 15 đến 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế xã hội và các dự án giúp chuyển dịch năng lượng trong trung và dài hạn, vai trò của các định chế tài chính trong nước là rất lớn. Hầu hết các nhu cầu đầu tư này sẽ phải được đáp ứng bởi nguồn vốn trong nước, tài trợ quốc tế sẽ chỉ cung cấp một nguồn vốn bổ sung. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay vẫn thiếu thị trường thứ cấp sâu rộng và có tính thanh khoản cao, đã hạn chế khả năng cung cấp vốn dài hạn. Vì thế, củng cố, nâng cao năng lực huy động vốn dài hạn của các định chế tài chính trong nước là vấn đề cốt lõi. Theo các chuyên gia, cần có chính sách phù hợp nhằm dỡ bỏ những trở ngại để tăng nguồn cung cấp tài chính dài hạn trong nước cho quá trình chuyển đổi năng lượng và các mục đích sử dụng khác. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO tổ chức hội nghị toàn thể chương trình hỗ trợ quốc tế 2022 với chủ đề Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm, minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các đối tác nhằm chia sẻ chủ trương, chính sách và thúc đẩy hợp tác thực hiện các cam kết giữa Việt Nam và quốc tế. Với chủ đề chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam, chương trình hỗ trợ quốc tế 2022 được tổ chức để tham vấn với các đối tác về kế hoạch hành động để khi ban hành bảo đảm được tính toàn diện, khả thi, bảo đảm cho tất cả người dân được cung cấp, tiếp cận đủ lương thực, thực phẩm, trong khi vẫn phải bảo vệ môi trường, tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua hội nghị này, chúng ta có thể tranh thủ được các kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được từ việc triển khai các chương trình, dự án giúp xây dựng một tầm nhìn chung và đảm bảo hệ thống lương thực đáp ứng được nhu cầu của người dân, đảm bảo sự công bằng trong việc thụ hưởng các lợi ích kinh tế, xã hội, sức khỏe và môi trường. Theo các chuyên gia, ngành nông nghiệp sẽ phải đối mặt hàng loạt áp lực như sự gia tăng dân số, cạnh tranh tài nguyên đất, nước và năng lượng. Nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn đang cạn kiệt sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc chuyển đổi hệ thống lương thực bền vững và có trách nhiệm sẽ góp phần cải thiện cuộc sống của người dân, đặc biệt là tại các khu vực còn khó khăn, chưa tiếp cận được với nguồn lương thực ổn định. Thưa quý vị, năm 2022 với nhiều khó khăn và biến động sau đại dịch COVID-19, nhưng công nghiệp công nghệ số vẫn khẳng định được vai trò, vị trí và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của đất nước, với doanh thu toàn ngành ước đạt hơn 148 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp công nghệ số khẳng định thị trường trong nước chính là tiền đề, là cái nôi để có thể phát triển bền vững và nâng cao giá trị của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Năm 2022, ngành công nghiệp công nghệ số trở thành ngành kinh tế động lực của cả nước, đóng vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp quan trọng vào quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo. Từ năm 2020 đến năm 2030, chúng ta phải tăng trưởng 7% một năm. Từ 2031 trở đi cũng phải tăng trưởng từ 6,5 đến 7% một năm. Lực lượng của chúng ta, những người ngồi đây và những người không ngồi đây nhưng đang làm trong lĩnh vực này, là một trong vài lực lượng đặc biệt quyết định sự thành bại của chiến trường, nếu coi đây là một cuộc chiến chống lại nghèo đói.
sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam không chỉ thể hiện ở việc các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Việt Nam đảm nhận trọng trách chuyển đổi số quốc gia, mà còn thể hiện thông qua việc khai phá thị trường nước ngoài. Make in Việt Nam tạo động lực, tiền đề cho các doanh nghiệp có thể vươn ra toàn cầu. Khi mà chúng ta vừa làm cho trong nước, vừa làm cho nước ngoài, thì nó tạo ra một cái sự cộng hưởng. Cái cộng hưởng ở đây tôi nói cụ thể thế này, là khi mà tham gia vào các cái bài toán lớn, các cái bài toán rất rất lớn ở các phạm vi toàn cầu, và kết hợp với cái trình độ mà chúng ta đã có ở trong nước, cũng như ngược lại thì chúng ta tạo ra một cái sản phẩm hoàn thiện hơn. Và những bài toán chúng ta đang giải, những bài toán cũng khá là lớn, và cái cách giải quyết bài toán của người Việt Nam của chúng ta rất hay, đó là gì? Cái sự tận tụy, cái trí thông minh và cái năng lực của người Việt Nam rất đặc biệt. Và chính vì vậy mà chúng tôi đã nhìn thấy rằng có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta đã vượt qua những đối thủ rất lớn đến từ Ấn Độ, đến từ châu Âu, thậm chí đến từ Mỹ, để chúng ta mang được cái trí tuệ của Việt Nam chúng ta ra đến toàn cầu. Với bất kỳ một thị trường nào, một sản phẩm công nghệ muốn được thị trường đón nhận phải đảm bảo 3 yếu tố. Thứ nhất là yếu tố công nghệ, thứ hai là yếu tố chất lượng, và yếu tố thứ ba là yếu tố giá thành. Một sản phẩm muốn cạnh tranh được trong một thị trường thì phải đảm bảo 3 yếu tố đó. Và khi chúng ta cạnh tranh ở trong thị trường trong nước, chúng ta có những cái sự thấu hiểu nhất định về thị trường. Nhưng khi ra thị trường toàn cầu thì chúng ta sẽ phải hiểu được những cái bài toán quốc tế, bài toán toàn cầu hơn. Và đặc biệt là có rất nhiều các cái đối thủ cạnh tranh, và chúng ta phải có được những cái giá trị cốt lõi để chúng ta có thể cạnh tranh được với các sản phẩm của các đối thủ. Theo ước tính của Bộ Thông tin và Truyền thông, khoảng 1.400 doanh nghiệp đã có sản phẩm vươn ra toàn cầu, xuất khẩu công nghệ số ước tính đạt 136 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là bước khởi đầu tốt để các sản phẩm, giải pháp phần mềm Việt Nam chiếm lĩnh thị trường khu vực và vươn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên thuộc ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cổ Chiên với chiều dài 700 mét. Lý do công bố tình huống khẩn cấp, ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với các sở ngành địa phương có liên quan, triển khai các giải pháp phi công trình và công trình nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an toàn sản xuất và dân sinh theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12 đã xảy ra một vụ sạt lở trên tuyến sông Cổ Chiên gây ảnh hưởng đến 22 hộ dân với 109 nhân khẩu. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về các danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố. Nghị quyết nêu rõ, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích trên 9.000 ha và trên 1.400 công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 với diện tích trên 2.400 ha. Năm 2022, toàn thành phố có 2.860 dự án thu hồi đất với diện tích trên 10.000 ha và 910 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích trên 1.500 ha. Thành phố đã thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với trên 1.800 dự án, tổng diện tích khoảng 6.500 ha. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.